Hello, xin chào Nam Châm anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng Nam Châm anh em đi đập hộp một cái bộ combo cả phim lẫn chuột. Và như cái tiêu đề của bạn đã đọc rồi đó, thì nó giá chỉ khoảng tầm 300 ngàn thôi. Đến cả mình đây còn chưa tin nổi là với 300 ngàn thì mình có thể mua được một bộ combo bàn phím chuột mà có thể dùng được, chứ đừng nói là nó có ngon hay không. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi xem thử với 300 ngàn thì nó có những gì nhé. Let's go! Ok, thì đập vào mắt chúng ta sẽ là một cái hộp có in hình Lạc Long Quân và Ogre cùng với 100 đứa nhỏ đây. Đó. Và chúng ta cũng không biết có đủ 100 hay không, nhưng mà nó khá là Việt Nam. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được cái nhãn hiệu của em này, đó là Tomato. Và nó sẽ có in hình hai cái sản phẩm ở đây. Cũng về cái hộp thì mình đánh giá khá là bắt mắt đấy. Rồi mình sẽ cùng bóc hộp luôn nhé. Cái hộp này do nó là chứa cả combo phím chuột, cho nên là nó sẽ hơi dài so với lại những chiếc hộp bình thường. Rồi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái tót chuột cũng rất là to, khá ổn đấy chứ. Với cái combo này mà được tặng thêm thêm cái lót chuột nữa thì không phải bàn rồi. Chúng ta sẽ có thêm một con chuột dạng nhỏ gọn như thế này, chuột form quốc dân thôi. Và tiếp theo sẽ là một chiếc bàn phím. Tất nhiên rồi, với 300 ngàn thì chúng ta chỉ có thể có phím cao su thôi nha các bạn. Đó. Với cái phông chữ khá là cổ điển, kiểu giống như y những cái bàn phím văn phòng ngày xưa vậy đó. Đó. Và chúng ta sẽ thấy được là cái bề mặt bàn phím cũng sẽ là bề phẳng. Rất là phù hợp với những cái bạn nào mà không thích những dòng bàn phím mà cao nhá. Ok, chúng ta cứ bỏ tạm một bên đã. Để xem còn gì không nhá. Ở phía dưới này chúng ta còn có một cuốn hướng dẫn sử dụng. Wow, có cả hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh luôn. Đây. Phím cũng ghê gớm đấy chứ nhỉ. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi từng cái trước nhá. Đầu tiên mình sẽ đến từ cái lót chuột đầu tiên. Cái lót chuột này thì mình thấy nó khá là dày dặn đấy, cũng được bọc ở trong cái túi ni lông đàng hoàng. Đây, lót chuột rất là to, cái chiều dài của nó là khoảng tầm 25 nhân cho 30 nhé, nó khá là rộng. Và nó bề mặt sẽ là bề mặt sần, đây như các bạn nhìn đây. Và cái logo của nó thì các bạn nhìn là biết của ai rồi đấy. Nói chung với cái lót chuột này mình đánh giá là rất ngon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến em chuột. Em chuột này thì là đúng kiểu em chuột quốc dân luôn. Đây. Nó nhỏ gọn, đúng form như kiểu G102 ấy. Đó. Click chuột thì mình thấy nó khá là nảy, hơi nặng một chút. Có lẽ là nó sẽ hơi nặng hơn so với những con chuột bình thường. Con lăn thì nó không có được mượt, rõ ràng. Vì cái con lăn này thì chỉ có những cái dòng chuột rẻ tiền thì nó sẽ dùng những con lăn như thế này thôi. Chúng ta sẽ có logo Tomato ở đây. Đó. Có thể là chỗ này sẽ có phát sáng đèn LED nữa. Rất là cơ bản luôn, hầu như không có gì. Dây của nó sẽ là dây nhựa thôi, là loại dây nhỏ, không phải là dây lớn. Cũng không có cục chống nhiễu. Đây, đầu cắm USB. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại chiếc bàn phím. Bàn phím thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ là layout tiêu chuẩn 104 phím như bình thường thôi. Phông chữ thì nó nhìn nó hơi đụt một chút, kiểu phông chữ mà kiểu bàn phím văn phòng ngày xưa. Về cái build thì nó sẽ cực kỳ là ọp ẹp, tại vì nó là bằng nhựa full mà, không có cái gì này đặc biệt hết. Đó. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ thấy nó sẽ vẫn có cái lẫy nâng hạ độ cao cho bàn phím như thế này, khá là ok. Chúng ta cũng sẽ có những cái tấm cao su để chống trơn trượt, rất là nhiều ốc. Và dây của nó thì cũng là dây giống dây chuột luôn, không có phải bọc dù, chỉ là nhựa thôi, không có chống nhiễu. Đầu sẽ là đầu dưới beta A bình thường. Ok, nói chung với trong tầm 300 ngàn thì mình nghĩ về cái ngoại hình thì mình chấm nó là dạng tạm được. Rồi bây giờ mình sẽ cắm thử toàn bộ combo này lên nhé. Ok, sau khi mình cắm cái bộ bàn phím và chuột vào trong máy tính thì mình khá là bất ngờ đối với cái hệ thống đèn LED của em này. Trước khi cắm thì mình thấy nó khá là đụt, tuy nhiên thì sau khi cắm thì mình phải nói là ôi rồi ôi luôn, cái đèn LED của nó rất là đẹp và còn chạy theo kiểu RGB giống như những chiếc bàn phím cơ nữa chứ.
nhìn rất là bắt mắt luôn đây. Và đèn LED của nó cũng rất là sáng, có lẽ là do nó làm cái nền là nền kiểu màu trắng đục, cho nên đèn LED nó hắt lên cực kỳ mạnh luôn, nó sáng đều từ trên xuống dưới nha các bạn. Đó, khá là đẹp và LED cũng chạy cũng mượt nữa. Về con chuột thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó vẫn có đèn LED đổi màu ở đây. Chúng ta cũng sẽ có thể thay đổi DPI được luôn. Đúng. Và cái logo này cũng có phát sáng. Cũng ổn nữa chứ anh em nhỉ? Đấy, có đèn LED nữa. À, nếu mà con này với cái tầm giá 300k thì nó quá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Em này có tới 9 chế độ đèn LED. À không, 8 chế độ thôi. Khá là ngon. Gần bằng cái con Lang Tu K002 mà mình vẫn hay bán ấy. Ok, để mình tắt bớt đèn đã nha. Ok, và đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta. Đó, tỏa sáng trong đêm rất là mượt mà luôn. Và em này cũng vậy, cũng có đèn LED đàng hoàng nhé. Khá là ngon đấy. Khi mình di con chuột này thì mình cầm tay thì nó cực kỳ thoải mái rồi. Về cái mắt đọc của con này thì nó cũng bình thường thôi. Mắt đọc kiểu chuột, dạng chuột rẻ tiền, nên là nó cũng không phải là xịn sò gì nhiều. Nhưng đối với những ai mà đang cần những cái bộ bàn phím chuột mà mua về dùng ngay, hoặc là đang chữa cháy, hoặc là tìm một con bàn phím chuột giá học sinh sinh viên, thì có lẽ đây là một trong những cái lựa chọn khá là tốt. À, chúng ta sẽ sang cái phần đèn LED của em này nhé, để mình phóng lại gần chiếc bàn phím. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy có một cái nút đèn LED đây. Đây chính là cái nút bật tắt LED. Nếu các bạn bấm một phát thì nó sẽ tắt, bấm phát nữa thì nó sẽ bật, đó là đơn giản thôi. Để tăng giảm cái độ sáng của đèn LED thì chúng ta giữ Fn cộng với nút P up hoặc là Fn cộng P down để giảm cái độ sáng của đèn LED. Để đổi các chế độ thì chúng ta giữ Fn cộng với lại các số từ 1 đến 9 nhé. Vị số 1 là cái mặc định là đèn LED chạy theo kiểu rainbow như thế này. Đó. Hoặc là để tăng tốc độ thì chúng ta có thể Fn cộng hoặc là Fn trừ để mà tăng tốc độ chạy như thế này. LED nó sẽ chạy nhanh hơn. Rồi chúng ta sẽ thử xem chế độ thứ hai. Đây, chế độ thứ hai thì nó sẽ chạy theo kiểu ngắt quãng. Chế độ thứ ba sẽ là chớp tắt và nó sẽ đổi màu liên tục. Số 4 sẽ là theo kiểu sóng và nó cũng sẽ đổi màu, tự đổi màu liên tục luôn nhé. Fn5 sẽ là sáng toàn bộ bàn phím một màu. Đây, chúng ta có thể đổi bằng cách ấn Fn5 thêm một lần nữa. Nó có rất là nhiều màu. Fn6 thì sẽ là tỏa ra từ giữa. Khá là hay. Fn7 đây là cái chế độ kiểu custom LED giống như là cái con Lang Tu vậy. Đây. Khi nào mà cái đèn LED ở phía trên này nó chớp tắt nhanh như thế này là chúng ta có thể tùy chỉnh được nhé. Rồi chúng ta có thể đổi màu bằng cách Fn lên hoặc là xuống. Rồi sau đó chúng ta ấn qua bên phải. Đó. Đấy, chúng ta có thể đổi màu theo cái vùng mà tùy chỉnh cái màu đó được. Rất là ok. Xong rồi thì chúng ta ấn Fn7 một lần nữa để nó lưu lại. Fn8 thì sẽ là bấm phím nào nó tỏa ra ngay chỗ phím đó. Cái chế độ này cũng rất là nhiều người thích, đặc biệt là nó chỉ có trên những chiếc bàn phím cơ. Tuy nhiên thì những con bàn phím giả cơ mà có hỗ trợ chế độ đèn LED này thì cũng đã được nhiều người săn đón. Fn9. Fn9 thì không có gì hết, con này không phải Lang Tu nên nó không có chế độ để theo nhạc nhé. À, như vậy thì về cái chế độ đèn LED thì mình thấy nó có rất là nhiều chế độ đèn LED đẹp, và cũng như là về cái khoản này nếu mà nói trong tầm giá 300 ngàn đổ lại thì cực kỳ hiếm nha các bạn. Còn một thứ nữa đó là về cái switch, thì tất nhiên em này là phím cao su thì làm gì có switch, mà có rất là nhiều bạn muốn nghe thử cái sound test của con này, mình cũng không biết phải nói như thế nào. Tuy nhiên thì nếu mà bạn muốn thì mình gõ cho bạn nghe thôi, rất là đơn giản. Lúc
Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về cái bộ combo S100 này. Và với trong cái tầm tiền khoảng 300 ngàn thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cao su với cái hệ thống đèn LED rất là ok. Chúng ta sẽ có một con chuột phong quốc dân và nó vẫn sử dụng rất ngon nhé. Có cả ba cái, có cả LED và còn có cả ba nấc DPI cho chúng ta tùy chỉnh nữa. Và đặc biệt là nó còn tặng thêm cái lót chuột khá là lớn. Và mình nghĩ với cái combo này thì chúng ta mua về có thể sử dụng được ngay và cực kỳ là thoải mái luôn. Và nếu như các bạn muốn hỏi thêm thông tin gì về cái bộ combo này thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Để tham khảo nơi mua hoặc là giá bán thì các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ like và share, ủng hộ kênh Bọt Gear đấy. Bye bye, hẹn gặp lại. We'll be right back.